Xin kính chào quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa dịch này, việc tập luyện thể thao là rất cần thiết để duy trì và tăng cường sức khỏe, để bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Hãy trang bị những món đồ thông dụng dưới đây để dễ dàng tập thể dục tại nhà. Thông tin được tham khảo trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Trang nước giặt thay cho tạ bình vôi. Trong giai đoạn Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người được khuyến cáo nên hạn chế ra khỏi nhà để tự bảo vệ bản thân và phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Điều này có vẻ ảnh hưởng đến khá nhiều khía cạnh của cuộc sống, đơn cử như thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày của chúng ta đều bị gián đoạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một người thực sự yêu thích tập luyện thì việc không đến phòng tập trong những ngày này cũng không có gì là cản trở, bởi có rất nhiều bài tập bạn có thể thực hiện tại nhà với những vật dụng có sẵn trong nhà mà có lẽ bạn chẳng bao giờ nghĩ đến công dụng của chúng bạn thực sự muốn một cái tạ bình vôi hay còn gọi là tạ ấm cho riêng mình. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thay thế nó chỉ bằng một chai nước giặt. Nếu chai nước giặt của bạn không có tay cầm, bạn có thể thay nó bằng can đựng sữa, thư dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị. Cầm chắc chai ở trong tay rồi vung chai xuống dưới hông, đảm bảo cơm mông siết chặt và đẩy hông về phía trước. Hoặc bạn có thể gập người xuống một góc 45 độ, đứng trọng tâm vào sân trước. Sau đó, kéo khỉu tay ra sau hông, đồng thời siết chặt cơ vai và lưng. Bao gạo và squat, bạn có phải là người có xu hướng tích trữ lương thực sau vụ bùng phát dịch vừa qua không? Bây giờ bạn sẽ làm gì với những bao gạo đã mua đó? Một cách để sử dụng những bao gạo chưa mở là xem nó như một quả tạ. Việc ôm bao gạo trong khi tập squat cũng sẽ mang lại hiệu quả tương tự như việc tập với tạ. dây nhảy. Dù thích hay không thích thì các bài tập cardio vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc tập luyện. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp nạc khỏe mạnh và săn chắc, đồng thời tăng sức khỏe cho cơ tim thì một sợi dây nhảy sẽ hỗ trợ cho bạn. Nhảy dây tạo cho bạn sự nhanh nhẹn và kết hợp tăng sức bền cho cơ thể. Bạn có thể tập thêm bài tập nhảy dây vào quá trình rèn luyện sức mạnh như một bài khởi động hoặc cũng có thể xây dựng một quá trình cardio cao độ xoay quanh dây nhảy. thảm yoga, một thảm tập sẽ không thể nằm ngoài danh sách bởi bạn cần có nó cho các bài tập giãn cơ tại nhà. Nếu phải tập thể dục trên sàn không trải thảm, bạn vẫn cần đệm lót ngăn cách đầu gối và sàn nhà. Một tấm thảm chất lượng tốt giúp bảo vệ cơ thể khỏi những chấn thương, giảm tác động lên đầu gối, lưng trong quá trình giãn cơ, đồng thời hỗ trợ cân bằng và duy trì nhiệt độ cơ thể, tránh sự tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn lạnh. dây đàn hồi thể hình. Lợi ích lớn nhất trong việc sử dụng dây đai thể hình chính là sự tiện lợi bởi nó vừa giúp huấn luyện độ dẻo dai cũng như huấn luyện về thể lực. Dây đai vừa dễ dàng mang theo bất kỳ đâu lại vừa đa dạng hơn các loại tạ đòn và tạ đơn. Trong nhiều trường hợp, chính bởi sự linh động của dây đàn hồi mang đến nhiều tác động hơn là phương pháp tập những bài tập không chịu ảnh hưởng của quỹ đạo động tác được thiết lập sẵn bởi máy tập. Nó giúp những nhóm cơ bắp yếu ớt của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Xà đơn, khi nhắc đến xu hướng tập luyện bodyweight, xà đơn là một trong những dụng cụ hàng đầu trong việc xây dựng sức mạnh cho cơ bắp. Tập xà đơn giúp kéo giãn toàn thân nhờ tác dụng của trọng lực, mang đến cho bạn thân hình cân đối, vòng ngực nở nang và cơ bắp săn chắc nếu bạn cần dụng cụ tập gym tại nhà đơn giản và hiệu quả thì hiển nhiên không thể bỏ qua giả đơn vì các bài tập đơn giản nó có tác dụng lên gần như toàn bộ các vùng cơ thể như vai ngực bụng lưng bắp tay đồng thời mang đến sự dẻo dai cho xương sống và phòng ngừa nhiều căn bệnh về xương khớp quý vị và các bạn thân mến mua sắm an toàn trong mùa dịch sẽ là những thông tin hữu ích chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau